Đố anh em biết đây là cái gì? Đây là cồn để ăn lẩu hả? Hay là nến? Hả? Nó là một loại keo làm sạch ông em mới cho cho mày. Đây là đầu tiên tôi sờ những cái thứ kiểu như này. À, có thể làm sạch được bàn phím này, làm sạch được mọi cái thứ bẩn trên ô tô này, thậm chí cả những cái khe kẽ như là cửa gió điều hòa. Và cầm nó lần đầu tiên nó sẽ không quen, anh em sẽ hơi bị sốc tâm lý giống như tôi. Bây giờ thử nhá, những cái vết như thế này. Đây, những cái khe kẽ này nó rất là bẩn. Bây giờ tôi sẽ thử. Nó có làm sạch không? À, vấn đề là nó lại rất sạch. Đấy. Lăn qua một lần là bao nhiêu bụi bẩn nó sẽ hút hết vào đây. Xem nào, những cái khe kẽ nhỏ hơn này nào. Đấy. Sạch hết, thế mới lạ. Cái này mà anh chị em nào vệ sinh bàn phím thì mình nghĩ là rất phù hợp luôn. Bàn phím máy tính ấy. Đây nhá, tất cả những vết bụi bẩn trên này nè, tôi sẽ thử luôn xem nó có sạch không. Nó sạch như thế này còn gì nữa, đòi hỏi được gì hơn không, đúng không? Cũng được, nói chung là cũng có tác dụng đấy. Ở đây đã có anh em nào dùng những cái thứ như này nhá, những cái thứ bầy nhầy như này nhá. Lô tiên mở ra cứ cãi nhau là nến hay là cồn, chết với ông Duy nến. Khá là sạch, đặc biệt là phần cửa gió này. Anh em rất dễ để làm sạch những cái chi tiết trong ngóc ngách. Ok, sau khi mà mình sử dụng xong thì lại về vị trí cũ, đóng lại. Lúc khác mình dùng tiếp nhá. Khá là ok, mà cái này cực kỳ rẻ.